Chào các bạn nha. Đây là mấy chú heo nái cho mình nha các bạn. Đây là cái giống heo lăn rát nha các bạn. Con da bò bên đây thì con đu róc lai lăn rát nha các bạn. Con rất là to con. Con nào con ấy cũng dài đòn hết. Nói chung cái chuồng của mình đây là nó nằm khỉ đầu khỉ đuôi hết rồi. Này là mấy con nái gà nha các bạn. Nói chung cũng xanh lứa 2, lứa 3 hết rồi. Chỉ có cái em đu đốc này thì mới sinh lứa 2 thôi nha các bạn. Tơ chừa lại mới sinh lứa 2. Cậu là nay chuẩn bị bầu nữa rồi nè. Còn anh này sinh lứa 3 rồi. Bầu này nó lớp thứ tư. Này là anh đu đốc lai lăn rát nè. Ở đây mình có giống chỉ có hai cái loại đó thôi các bạn. Nái trắng lăn rát thì mình phối vô lăn rát, phối đu đốc nha các bạn. Nó mốt nó sinh con ra đây. Những cái đàn heo con thịt rất là đẹp. Bạn hỏi nhiều khi cái chuồng sắt này nó nằm có chặt không, mình thấy nó nằm rất là ok, rất là vừa vừa con heo thôi chứ nó cũng không có rộng nha các bạn. Như con này hơi nhỏ thì nó hơi rộng thôi nè, nhưng mà nó lớn lên khoảng chừng tới 5 hoặc 5 rưỡi nữa có thể là nó chặt luôn cái chuồng này thì nó vừa, thì nó vừa chặt cái chuồng này là nó vừa rồi các bạn. Nó tầm đó thì nó cũng không có lớn hơn nữa đâu, nó dày nữa thôi chứ không lẽ lớn hơn nữa. Là phủ chân, phủ chân, phủ đầu. Thì cái con này giờ nằm cũng hơn 2 tạ hết rồi các bạn. Hơn 200 kg hết rồi. Con bò đen này thì cái lưng bự hơn rồi. Khủng rồi nha các bạn. Con này chắc cũng hai tạ rưỡi rồi các bạn. 250 kg có hơn cái hẳn dưới rồi. Cái này vô trong cái ô mà nằm muốn nửa cái ô rồi. Đi phân cho nó quậy rất là vui hết. Thank you.
cũng không có thèm quải quan cái đâu nha các bạn. Mình cho nó ăn no đầy đủ đi ngủ im. Đủ như con heo à. Đây là bò này cũng cực 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 cực. Chào tạm biệt các bạn nha, chúc các bạn xem vui vẻ, thành công trong công việc. Đây là một cái dàn heo nái của mình nha các bạn.